Đường tìm xe, ôi sao khoai quá. Ở ngoài kia xe mới cứ bia kèm lạc, chán lắm anh em ạ. Một năm thật là quá nhiều biến cố về cả thị trường xe mới, được em nào ngon thì toàn hot hot. Còn xe cũ thì cũng đang còn hơi băn khoăn, dù sao thì nó vẫn phải thích, nó phải càng mới càng tốt. Nhưng mà giá lại phải hợp lý cơ. Hôm trước đi có nghe cái gì nhỉ? Xe lướt. Đây, xe lướt này. Anh nghe bảo anh em ở xe lướt. Nay đến tìm hiểu luôn xem là xe lướt nó có đáng để mua không. Thực ra thì rất đơn giản như này, hôm trước là định chọn xe mới, bây giờ xe mới bia kèm lạc ghét không mua, xe cũ thì vẫn còn băn khoăn, nên bây giờ là mới cộng cũ chia đôi ra nó có khi thành lướt. Ngay bây giờ thì mình sẽ vào mình hỏi nhá, mình sẽ vào mình hỏi. Hôm nay có tiền, nói chung là bây giờ tiền thì cầm thì không cần nhiều, nhưng mà trong tài khoản ngân hàng có nhiều là được. Thậm chí bây giờ các cái vấn đề về hỗ trợ về tài chính thì nó cũng ấy lắm, nó cũng thoải mái lắm, không có vấn đề gì. Bây giờ mình gọi ông chủ ơi, ông chủ đâu nhỉ? Ông chủ này thì khá là quen thuộc rồi. Xin chào anh Hùng Xe Cỏ. Dạ, chào chào anh. chào anh Trung. Thưa các bạn thì bây giờ mình có một cái vấn đề như thế này này. Mình đi mua xe mới thì vừa nói với các bạn xong, bia kèm lạc nhiều lắm, không thích được em nào ngon ngon, chán luôn. Đúng không? Xe cũ thì hôm trước Kiên Civic có chia sẻ là nó cũng cũng hay, nhưng mà mình lại phải thích nó phải mới mới một tí, đời sâu quá 4 5 năm nhiều khi cũng vẫn lại đang lăn tăn. Thế hôm trước là có nghe là xe lướt. Thì nghe anh em nói là xe lướt thì mình cứ nghĩ ngay đến là đậu lướt ván với cả lướt sóng bất động sản. Hôm nay lại có cái khái niệm xe lướt, hôm nay đến muốn hỏi chung cái ơi, cái xe lướt nó là xe như thế nào? Xe lướt thì là xe đi ít, hiểu đơn giản như vậy thôi. À, và xe lướt là đại khái là cái xe ít lăn bánh trên đường và đời mới nhất hiện nay. Nó còn ngon. Thế bây giờ thôi, bây giờ có rất nhiều con xe ở đây gọi là xe lướt. Thì bây giờ mình thử hỏi chiếc này là chiếc GLC, đọc nó sang chảnh một tí là GLC đúng không? Thôi Đúng mình vậy. xe cỏ thì mình cứ GLK 300 AMG này thì giá bao nhiêu và đời bao nhiêu? À, hiện nay chiếc GLC 300 AMG màu đen hiện nay là em đang bán giá là 2 tỷ 120 triệu. Thế giá xe mới nó khoảng gần 2 tỷ 3. 2 tỷ 289 triệu, nhưng mà anh sẽ phải mất chi phí là 12% tiền thuế trước bạ này, rồi thì tiền ra biển, tiền phí đường bộ, tiền đăng kiểm Loanh loanh quanh nhé, quanh khoảng 2 tỷ rưỡi. đấy, loanh quanh khoảng trên 2 tỷ rưỡi. Trên 2 tỷ rưỡi Đúng như rồi. vậy mua lùi lại một hơn một năm đúng không? Đúng rồi. Thì tiết kiệm được khoảng một con Morning nhỉ? Nó khoảng 400 triệu. 400 triệu là VinFast Fadin là đặt rồi, Đúng rồi. đặt cọc 50 triệu. À, nhưng mà quan trọng là cái xe lướt là gì? Cái xe này nó vẫn còn bảo hành tại hãng. Đấy. à Và số km của chiếc xe này đang lăn bánh nó khoảng đâu đó khoảng 16.000 km thôi. Tức tức là là một khách vạn hàng mới sáu khoảng thay dầu khoảng 2 lần thôi. đúng rồi, xe mẹc là khoảng ngàn cây mới thay một lần. Đúng rồi. À xin lỗi, 10.000 mới thay một lần. Rất mới. Đây các bạn có thể thấy nhé, các bạn có thể thấy này, tôi nhìn thẳng luôn xe long lanh, có chuốt chiếc gì không? À, tất cả những cái xe mà được bán ở đây thì đều là chiếc xe đã được phủ ceramic. Cái phủ Đấy. ceramic đấy là mình có tính vào phí khách hàng hay là mình cứ mua về mình phủ ceramic cho đẹp? Cái đấy là không tính phí gì cả. Rồi. Tất cả những khách hàng đều được phủ ceramic miễn phí tại tại đây, tại HVAT. Dạ. Thế bây giờ mình qua cái này đi. Em này là em GLS đúng không? Đúng rồi anh. Giá bây giờ đời bao nhiêu nhỉ? Chiếc GLS này là sản xuất 2016, đăng ký 2017, được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất tại Mỹ. Thì chiếc xe này đang đi là 17.000 km, thì đang được chào bán là 4 tỷ 099 triệu. Mới nó là 4 tỷ rưỡi thôi. Mới là 4 tỷ rưỡi rồi. À, 4 tỷ rưỡi chưa kể đăng ký. Đăng ký xong thì cái xe này nó khoảng 5 tỷ 2. 5 tỷ 2, vậy là mình lại tiết kiệm, lại càng cao lại tiết kiệm Đúng được gần 1 tỷ đấy. Tức là những chiếc xe này đều là khách hàng người sử dụng đầu tiên là người chịu thiệt nhất. Rồi. Người ta mới đi được mười mấy ngàn km thôi. Mười mấy ngàn km. Và đây đây lại có tiếp GLC này. Đây GLC 250. 250 đúng không? Đã. 250. 250 là đời bao nhiêu nhỉ? Chiếc này 2017 anh ạ. 2017 tháng mấy? Chiếc này thì đâu đấy nó hình như là khoảng tháng 7 năm 2017. Tháng 7 và 2017. màu trắng nội thất nâu. Nội thất Chiếc nâu. này thì đang được chào bán khoảng 1 tỷ 8. 1 tỷ 8 mà Và mới của nó là mới của chiếc này bây giờ là 1 tỷ 900 bao nhiêu, gần 1 tỷ, gần gần 2 gần tỷ đấy. 2 tỷ, gần Gần 2 2 tỷ tỷ đăng rồi ký đấy. xong lại thành 2 tỷ 3 mất rồi. Dạ. Loanh quanh gần 2 tỷ Đúng 3 rồi anh. cũng lại được 400 triệu. Đấy. Đây các bạn có thể để tôi xem nội thất thì nói chung là nội thất này là còn chủ đi như thế nào mình giữ nguyên như thế đấy, Đúng rồi nhìn anh. cái là biết luôn này.
đúng không? Không cần can thiệp gì đúng không? Tất cả những cái xe là xe lướt là cái xe mà ít can thiệp nhất, mà chỉ về là chỉ có gọi là dọn qua và là vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ rồi thì phủ ceramic vào cho khách hàng thôi. GLC đây, ở đây có này là chiếc E300 AMG. E300 AMG phiên bản này là sản xuất 2016, nhập khẩu nguyên chiếc đây. Chiếc này là chiếc xe nhập khẩu. À, lại nhập khẩu chứ không phải là đúng của Mercedes. Cái này là giá bao nhiêu? Chiếc này là giá là 2 tỷ 350 triệu. 2 tỷ 350 triệu. Vâng. Chiếc này là đầu tiên là đợt trước là đợt đầu tiên là mẹp nhập về. Đúng rồi. Là sát 3 tỷ. Đấy là 3 tỷ 049 triệu hay sao ấy. Sau này lại chuyển về lắp ráp thì nó còn 2 tỷ 780 gì đấy, loanh quanh khoảng 2 tỷ 8. Nhìn chung là cứ loanh quanh cứ khoảng ấy là mình mua xe lướt là cũng tiết kiệm gối mà nhìn trông như xe mới nhở. Đúng rồi anh. Lúc nãy vừa thấy giao cho một em gái rất là xinh tươi. Mình vào hơi muộn tí không được giao lưu. Thực ra ở đây thì là nếu mà anh đến đây chơi với em uống nước chè hàng ngày thì ngày nào anh cũng được nhìn giao xe. Rất nhiều em hiểu ý luôn, đây toàn DLC. Nhưng mà mình có cái điều thắc mắc, tại sao toàn thấy Mercedes mà chả thấy BMW với cả Audi ở đây nhỉ? Thực ra thì là nó cũng theo doanh số của hãng thôi. Mercedes một năm bán ra thị trường nó khoảng độ 5-6 ngàn chiếc. Còn BMW hiện nay thì hơi ít xe. Cái năm ngoái là bị vướng cái vụ gì đấy rồi xe nó không về được. Audi thì năm nay phục vụ APEC thì xe bán ra thị trường cũng không nhiều. Chính vì vậy với phương châm là bán xe lướt, đỉnh cao xe lướt thì xe mẹc nó đang thị trường nó đang nhiều xe lướt. Thì bọn em có nhiều cái xe mẹc để phục vụ cho khách hàng thôi. Đây cho các bạn xem này, camera 360 này. Hệ thống camera 360 này, nội thất nâu này. Còn những con E này mới quá. Vâng. Ambient light thấy rõ luôn này. Màn hình chạy như S này. Long lanh nhờ. E300 giá yêu thương quá. Giá yêu thương mà. Giá chiếc quá này yêu thương là bị yếu cái màu ở Việt Nam mình, nó không yêu màu này lắm, như màu trắng thôi chứ còn nếu mà màu trắng thì lại đắt hơn màu này khoảng 100 triệu. Màu trắng lại có khi là đấy, màu trắng lại có khi lên đường luôn rồi. Lên đường luôn rồi. Vô lăng theo kiểu AMG này. Nhưng mà cái màu này thì nó lại trông nó rất là khỏe, cứng cáp. Xe sang bây giờ đẹp quá. Nhìn là muốn bê về ngay rồi đấy. Không có cũ mới gì mà lướt thôi. Thế bây giờ nhá, về cái vấn đề mà xe lướt thì coi như mình đã hiểu rồi. Xe lướt là nó còn bảo hành này. Nhưng mà nói chung thì lướt gì thì lướt cũng là xe lăn bánh rồi. Đúng. Thì những cái cam kết về chất lượng của mình, nó có cam kết cho tôi là người đi mua tôi phải yêu cầu nó lúc nào cũng cứ phải là như chính hãng dù mua ở đâu. Thực ra tất cả những cái xe, tất cả những cái xe mà mua ở đây thì đều cam kết với khách hàng là không đâm đụng, không ngập nước, không lỗi lầm và km là phải chuẩn. Chưa có động chạm một cái gì cả. Và bao khách hàng check ở mọi nơi. Khách hàng chỗ nào cảm thấy tin tưởng thì khách hàng có thể vào đấy check. Nhưng mà thường là những chiếc xe này người ta chủ trước người ta cũng mới sử dụng thôi. Nên là người ta thường là thay dầu bảo dưỡng ở trong hãng. Bởi vì những chiếc xe còn bảo hành. Chính vì vậy là khách hàng thường là mang vào hãng để kiểm tra. Thực ra những cái xe này mà vào hãng thì là nó sẽ ra hết các lịch sử của cái xe đã sử dụng bao nhiêu ngàn km hay là đã thay thế cái gì, sửa chữa cái gì chưa, ở trong hãng là nó ra hết. Bởi vì những chiếc xe còn bảo hành, nếu những chiếc xe còn bảo hành mà sửa ở ngoài thì hãng sẽ từ chối bảo hành. Chính vì vậy đối với những cái dòng xe sang là như vậy. Chính vì vậy là lợi cái là những cái này cứ vào hãng là sẽ ra hết. Còn nếu mà khách hàng sửa ngoài các thứ rồi kể cả thay dầu ở ngoài thì hãng có quyền từ chối bảo hành những chiếc xe như vậy. Nhưng mà trong cái phần hợp đồng rồi vân vân thì mình có những cái cam kết rõ ràng chứ? Tất cả những cái mà khi mà khách hàng chỉ cần đặt cọc xe thì đã đều có cái cam kết dành cho khách hàng ở trên cái phiếu đặt cọc rồi, là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không lỗi lầm, km chuẩn rồi. Đấy, và chiếc xe đang gọi là thuộc sở hữu của bên em cùng với là với cam kết về giấy tờ pháp lý. Đúng rồi, về cái vấn đề pháp lý chứ. Có cái vụ lùm xùm hôm nọ lên tới tít lên Yên Bái còn bị bắt. Mấy cái đấy là đều có cam kết cho khách hàng. Trong cái thời đại bây giờ thì mình nghĩ rằng là làm cái gì nó cũng phải minh bạch rõ ràng thì mới lâu dài được, đúng không? Đúng. Nhưng mà ở đây mình thấy có cả này, có cả cái nơ, có cả hoa này, thì cái quy trình giao xe của mình nó cũng nhìn thấy giống giống như ở trong hãng ấy nhỉ? Dạ vâng. Bên em thì có cái nơ này để khi mà giao xe cho khách hàng thì hình ảnh trông có vẻ nó trang trọng hơn. Đấy, thích khách hàng thích nơ màu đỏ thì có nơ màu đỏ, khách hàng có nơ thích màu vàng là có nơ màu vàng. Hợp cả mệnh. Dạ. Mình nghĩ cũng hay, một bó hoa đẹp bây giờ nó cũng loanh quanh chỉ có khoảng 500-1 triệu thôi. Đúng rồi anh. Thì mua một cái xe đến tặng người ta một bó hoa trông nó trân trọng hơn hẳn nhỉ? Mình còn thích, nghĩa như đàn ông còn thích hoa. Nhưng mà bây giờ nhé, tiền thì mình cũng chỉ có một ít thôi, thích thì thích xe lướt rồi đấy. Nhưng bây giờ có cái chính sách hỗ trợ tài chính gì không nhỉ? Thực ra tất cả những cái xe lướt này thì
một số ngân hàng liên kết với bên em là đều đồng ý tài trợ xe từ khoảng 75 đến tối đa khoảng 80% giá trị của chiếc xe. Chính vì vậy khách hàng thì cần có khoảng 30 đến 25 đến 30% là có thể mua một chiếc xe này rồi. Mua một chiếc xe sang đúng không? Bây giờ nói chung mẹt bây giờ nó cũng không kiểu như dỗi hơn như ngày xưa đâu, không còn dỗi như ngày xưa đâu, không đỏng đánh đâu, bây giờ nó thực ra nó là đi xe mẹt trong các dòng xe sang thì tạm thời em đánh giá là nó lành nhất. Bởi vì là cái hệ thống đại lý của Mercedes nó rất là nhiều, trải dài trên khắp cả nước, cho nên khách hàng ở đâu cũng rất là tiện. Ở mà anh em dùng nhiều có gì là nhảy dựng lên gác là hãng cũng cửa lò phết. Đúng rồi. Ngày xưa đi xe sang nó có một cái hay cho mình chia sẻ. Ngày xưa mình đi bên Mỹ ấy, thế lúc là vào cái outlet ở gần Las Vegas. Dạ. Thế là vào đấy mình chụp cái hình để mình gửi cho vợ xem cái này có ok không, quần áo trai trai yếc gì có ok không, sai như thế nào. Các bạn ấy ra, các bạn ấy bảo là không được chụp hình. Mình bảo đây giờ chìa khóa xe này, xe nhá, xe mệt nhá, cũng là xe sang đấy, ok chụp thoải mái. Mình không phải là đi vào để chụp ấy thiết kế đâu, đấy câu chuyện nó thật luôn, đấy là giá trị khi mà chúng ta đi xe sang. Còn ra ngoài đường rồi chạy rồi biết đâu xe lướt nhìn nó như mới này mà. Thực ra cái giá trị thương hiệu nó rất là quan trọng rồi. Thứ hai nữa là cái độ an toàn của những chiếc xe mà cao cấp đã được gọi là xe sang thì thường là những cái tính năng an toàn của chiếc xe hỗ trợ cho chiếc xe nó rất là nhiều. Chính vì khách hàng là những người được hưởng những cái vấn đề đấy. Cho nên là khi mà đã có đủ tài chính thì không tội gì không mua những chiếc thì xe sang. Cứ auto xe sang mà dùng thôi. Xe sang này từ cái khâu thiết kế này, từ khâu kiểm nghiệm này, từ các tiêu chí an toàn này, từ cái mọi của nó đều là đẳng cấp hơn đúng không? Đúng rồi. Quan trọng là có tiền. Hôm nay thì cũng có tiền đấy, sắp Tết rồi, cận Tết lắm rồi. Thế là hôm qua đây chia sẻ với Trung nhá, hôm qua là hôm nay là anh em cực kỳ có duyên rồi. Là hôm qua là Ngọc Hoàng này gửi một cái email. Thưa bạn, Ngọc Hoàng gửi email như này, anh em có duyên lắm. Phúc Thiên Thừa Vận này, Hoàng Đế Chiếu Ước, chiếu rằng đấy, đọc luôn cho các bạn nghe. Nay được biết thị trường xe mới cũ có nhiều biến loạn, gọi là loạn lạc đấy các bạn, nên chiếu cho H3T ngự tại 12/720 Nguyễn Văn Cừ với cái tiêu chí là xe lướt đỉnh cao. Vậy thì hãy dâng cho khách hàng những cái sản phẩm với tâm tín cao nhất này, xe không lỗi lầm, còn nguyên bảo hành và bao check khắp nhân gian, hợp đồng tài chính minh bạch. Thôi được rồi, chút nữa thì mình sẽ quân một em về. Okay. Bây giờ phải mua xe sang, lại còn phải về hỏi vợ cái nữa. Ok. Thôi, chúc anh em một bước sang một năm mới thật nhiều may mắn, sức khỏe và hãy cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm thật chất lượng. Và cuối cùng là niềm tin yêu của khách hàng. Đúng rồi. Cảm ơn anh đã ghé qua showroom dịp cuối năm. Và cũng chúc cho anh sang năm mới thật nhiều sức khỏe. Nhớ không mua, không quay lại thì cũng tranh dùng xe quả nhá. Và nhớ là xe lướt thì hãy đến H3T. Cảm ơn anh. H3T.